mừng lễ Giáng sinh 2022. Nơi đây là giáo xứ Văn Coi. Giáo xứ Văn Coi thuộc giáo hạt Xuyên Mộc, giáo phận Bà Rịa. Giáo xứ Văn Coi tọa lạc tại ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi đây thời tuổi thơ Minh Dũng sinh sống từ nhỏ. Giáo xứ Văn Coi chuẩn bị đón Noel tối nay. Ba vua đến chầu, hình ảnh rất sống động, rất đẹp. Ba vua phương Đông theo ánh sao lạ đến chầu Chúa Giêsu. Nơi đây trang trí Noel rất là được ánh đèn rồi cây thông. Nói về Noel thì có rừng thông, cây thông, có hang đá, có ánh sao lạ. Ánh sao lạ. Hai con gái của Minh Dũng, hai con gái đang chụp hình thấy ánh sao lạ. Đây chuẩn bị cho chương trình tối 24 tháng 12 tại giáo xứ Văn Coi. Cây Noel tuyệt vời. Đây là cổng chính vào giáo xứ. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời.